đậu đũa của cô trồng quá trời trái luôn nè cả nhà ơi. Vàng đậu đũa sâu vô trong kia luôn nha. Đó, có trái nè, nó ra trái rồi nè. Quá trái luôn cả nhà. Còn bên đây là cái vàng khổ qua nè các bạn. Cô trồng cái vàng khổ qua quá trời là nhiều luôn nè ha. Giờ nó đang leo vàng, nó đang ra trái luôn nè. Nó đang cho trái nè cả nhà. Nó mới lớn này đã cho trái rồi đó. Quá, cô trồng một cái vàng, nhìn cái vàng vàng khổ qua đã thì chứ. Cái này trồng là không có sử dụng thuốc cả nhà, nên cô là lấy cái bọc bọc lại như vậy nè, để đừng có cho cái thiên địch nó sâu ong nó chích nó hư á, tại mình không có sử dụng thuốc hay là sử dụng là phân hữu cơ luôn rồi, chứ không có sử dụng hóa học, nên phải bọc lại như vậy đừng cho ong nó sâu nó chích á. Trước nhà cô trồng cái bông 10 giờ nắng nó nở ra đẹp lắm nè cả nhà. Vừa trồng màu thu nhập kinh tế, vừa cải thiện đời sống, và vừa trồng cái này là cái vàng đậu que nè cả nhà. Cô trồng vàng đậu que nó ra trái vậy nè, nhà thấy đã không nè, đây là vàng đậu que nha, trái quá à. Cái này nó mới ra trái nhỏ nhỏ, còn trái nó còn nhỏ nhỏ nha cả nhà, chứ nó chưa có lớn nha. Wow, trái dữ lắm luôn. Đây là cái khu vực trồng khổ qua. Giờ mà cả nhà cùng với chị Tám mình ra vườn. Ở đây có cây mít đã luôn nè cả nhà. Mít nhỏ xíu luồn thiệt mà trái nằm dưới gốc luôn nè. Cây mít nhỏ xíu là luồn thiệt luôn à, trái dưới gốc luôn. Đã quá à, cái này chín rồi nè, hai trái lần nè cả nhà, mà chín rồi cắt hết một trái rồi nè, còn có một trái à. Cây mít này cả nhà nhìn thấy là nó luồn thiệt thấp nhũng à, cái trái luôn. Ở bên này là cái luống gừng nè cả nhà. Gừng chỉ trồng tốt quá trời luôn nè. Quá rồi, gừng tốt sợ luôn. Nhưng mà chưa có đến đợt thu hoạch đâu nha cả nhà ơi. Giờ chị Tám chỉ ra chỉ bẻ cái đầu đũa xong, bây giờ chỉ ra chỉ chăm sóc cái vàng khổ qua của chị cả nhà. Chị nhổ cỏ với chị bẻ ba cái lá úa với mấy cái trái mà nó bị ong chích sâu đục quá. Hái bỏ. Vàng khổ qua này thì khoảng 45 ngày là mình trồng, còn khoảng 45 ngày là nó có trái để mình thu hoạch nghe cả nhà. À, chị Tám chỉ nói là chỉ chờ từ lúc trồng đến lúc khoảng 45 ngày là đầu là có trái thu hoạch nghe cả nhà. 45 ngày là mình thu hoạch khổ qua đó. Nhưng mà cái này chỉ nhiều có ra trái nhỏ nhỏ nghe cả nhà, nhỏ xíu mà nhiều có cái trái rồi đó. Bắt đầu nó ra trái này nghe cả nhà. Khi mà trái nó hơi lớn chút xíu nữa là chị lấy cái bọc á, chị bọc lại để không cho ong chích với sâu nó đục á. Tại mình không có sử dụng thuốc hóa học đâu, mình chỉ sử dụng phân hữu cơ thôi. Bắt phân rơm mình làm núm rơm xong cái mình ủ lại mình làm phân của mình trồng nó thôi. Đây nha, đây là cái đậu que, vàng đậu que của chị đang ra cho ra trái đây nha. Đậu que này thì khoảng chừng 40 ngày lại cho cái trái nha cả nhà. Bây giờ nó đang cho trong thời gian cho trái đây, nhưng mà nó chưa có đủ lớn để mình thu hoạch đâu nha. Cái này khoảng chừng khoảng 5 đến 6 ngày nữa thì nó mới lớn đủ cái trọng lượng để mình thu hoạch nha. Đây, cái này là chỉ hái vô nè cả nhà ơi. Bây giờ chỉ rửa rồi xong chỉ lạc để chuẩn bị mình đem ra chợ mình cân cho thương lái cả nhà. Rồi trong xóm này kia cũng có đến để mua gì? Về mới ăn thế nha. À, lúc nãy là chưa bẻ chưa có hết vòng đâu nghe cả nhà, nhưng mà chỉ vô rồi. Đây là cái số mới hái, chỉ có mới có hai vòng thôi mà được nhiêu đây nè cả nhà. Đũa quá ngon rồi. Đũa nó cộng nó dài nè cả nhà. À, nhìn đũa cộng nó dài hoàn toàn chưa.
Vô cho cân cho em đó chị. Hết lấy đi. Hết đầy bộn rồi đó. Kệ đi. Mua về chia nhau. Hết luôn chị. Một ngày vậy mình bẻ khoảng được nhiêu ký vậy? 20 ký. Một ngày bẻ khoảng 20 ký. Một ngày chị cô bẻ khoảng chừng 20 đến 25 ký lên ngày cả nhà. Lấy đi chị. Đây nghe cả nhà. Ở trước này biết nhiêu không? Mình đi quay YouTube rồi quay các mô hình của người dân tộc Khmer mà mình mua được cái sản phẩm về ăn rất là an toàn. Đậu que không có xịt thuốc. Đậu đũa. Đậu đũa chứ. Có đậu đũa xin lỗi. Đậu đũa rất là ngon nha quý vị. Cái này là Ibin.